Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép ngũ sắc và một số tím bướm giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi chào chị Cúc. Dạ em chào anh Thái. Dạ mến chào cô chú anh chị đang xem kênh anh Thái. Hôm nay em có một số hoa giấy để giao lưu cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ. Số điện thoại của em là 0703236412 là số Zalo của em ạ. Vừa qua cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ em cái clip vừa rồi nha. Em lên mã số 1. Cây tím bướm ạ. Cây chiều cao là 60. Tán ngang 60 ạ. Quanh 14 ạ. Cây một rễ của anh chị em. Mã số 1 420.000, bao ship cho cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 2. Tím bướm là tím bướm à. Cây đang sổ búp của anh chị em. Chiều cao 70, tán ngang 60 ạ. Hoành 15. Mã số 2 là 420.000. Tiếp theo là mã số 3. Một cây hồng gân của anh chị. Chiều cao 60, tán ngang là 77 ạ. Hoành 17, mã số 3 là 420.000. Tiếp theo là mã số 4. Một cây tím siêu bông của anh chị em, form tròn xoe. Chiều cao là 80, tán ngang là 60 ạ. Hoành 18. Cây mã số 4 này là 420.000. Tiếp theo là mã số 5. Vẫn là cẩm thạch tím siêu bông. Chiều cao là 65, tán ngang là 60 ạ. Hoành 14, mã số 5 này là 420.000. Tiếp theo là mã số 6. Tiếp tục là thái của anh chị em. Trắng phớt hồng, màu vàng, màu cam, màu hồng. Cây này thiếu màu đỏ, bốn màu anh chị em. Dạ, chiều cao là 84, tán ngang là 84 ạ. Cây đang ôm cứng nụ à. Hoành 15. Mã số 6 này là 420.000. Tiếp theo là mã số 7. Cây này gồm có màu cam, màu hồng và màu đỏ anh chị em. Ba màu. Ba màu. Siêu đẹp không? Chiều cao là 80, tán ngang là 85 ạ. Hoành 13. Mã số 7 này là 420.000. Tiếp theo là mã số 8. Cây này trắng phớt hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cam. Cây đầy ngũ sắc quý anh chị em. Đủ màu. Chiều cao 80, tán ngang là 88 ạ. Hoành 21. Mã số 8 này là 480.000. Tiếp theo là mã số 9. Cây này gồm có màu đỏ, màu trắng phớt hồng, màu vàng, màu cam và màu hồng. Đang sổ búp quá xá luôn quý anh chị em. Form tàn phải nói rất là tròn. Chiều cao là 95, tán ngang là 80 ạ. Hoành 18. Cái mã số 9 này là 480.000 ạ. Tất cả là bao gồm phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Dạ. Tiếp theo là mã số 10, chắc xích gà chút. Gồm có màu hồng, màu trắng phớt hồng, màu cam. Thiếu màu đỏ ạ. Chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 80. Còn tàn và một cốt rất đẹp. Hoành 15. Cây mã số 10 này là 480.000. Tiếp theo là mã 11. Màu vàng, màu trắng và màu cam. Và màu cam ạ, ba màu. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 22. Mã số 11 này là 480.000.
Tiếp theo mã 12. Màu vàng, màu cam, màu đỏ anh chị em. Ba màu ạ. Chiều cao là 90. Tán ngang là 75 ạ. Vành 20, cái mã 12 này là 480.000 ạ. Tiếp theo là mã 13. Cây này gồm có màu cam, màu vàng, màu đỏ. Màu vàng 4 màu ạ. Ủa 3 màu. Chiều cao là 95. Tán ngang là 75 ạ. Vành 18. Cái mã 13 này là 480.000. Tiếp theo là mã 14. Màu cam, màu trắng phớt hồng, màu hồng, màu vàng. Đúng rồi. Chiều cao là 83. Tán ngang là 83. Một rễ của anh chị em. Quanh 15. Mã 14 này là 480.000. Tiếp theo là mã 15. Màu cam, màu vàng, màu hồng, trắng phớt hồng. 4 màu anh chị em. 4 màu. Chiều cao là 95. Tán ngang là 70 ạ. Quanh 17. Mã 15 này là 480.000. Này dưa chưa? Tiếp theo là mã 16. Gồm có màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Có màu trắng phớt hồng nữa, 5 màu đó anh chị em. Chiều cao là 95. Tán ngang là 90 ạ. Hoành 17. Mã 16 này là 480.000. Tiếp theo là mã 17. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng phớt hồng. 3 màu. Chiều cao là 80. Tán ngang là 90 ạ. Màu đỏ nữa anh chị em, cây này ngũ sắc nha. Hoành 13. Mã 17 này là 480.000. Tiếp theo là mã 18. Cây này form cao quá anh chị em. Rất là thoáng luôn. Gồm có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu cam. Chiều cao là 1m2 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Quanh 18. Mã 18 này là 480.000. Tiếp theo là mã 19. Cây này gồm có màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu trắng phớt hồng và màu vàng. Ngũ sắc thái của anh chị em. Cây đang sổ cứng nụ à. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn ạ. Vành là 22. Mã số 19 này là 480.000. Tiếp theo mã số 20. Gồm có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu cam. 4 màu. Chiều cao là 1m5 ạ. Tán ngang là 85. Hoành 20. Mã số 20 này là 480.000. Cũng là cây của clip hôm nay. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Xin mến chào ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Cúc nha.